Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay, ngày 1 tháng 4. Sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình. Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ xuất hiện ngay đầu tháng 4. Hơn 2.200 ngôi nhà ở 9 tỉnh thành bị tốc mái do mưa đá, gió lốc. Hạt tiền mặt trời chưa từng biết rơi xuống Nam Cực. Mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đầu tháng 4, khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể đón một đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thủ đô Hà Nội thời tiết không mưa, trời mát với nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 đến 30 độ. Từ mùng 1 tháng 4, nhiệt độ tăng dần ở Hà Nội với nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 4, nhiệt độ cao nhất Hà Nội từ 35 đến 36 độ C. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, hôm nay diễn ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến từ 50 đến 55%. Dự báo khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 đến 45%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở Nam Bộ có thể mở rộng ra miền Tây và kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ, sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho 5 thành phố chính trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 4. Thủ đô Hà Nội, trời quang mây, nhiều nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thành phố Vinh, trời quang mây, có nắng, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Thành phố Huế, trời trong xanh, có nắng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Thành phố Đà Nẵng, trời nắng, đôi lúc có mưa dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ít mây, đôi lúc có mưa dông, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Thưa quý vị, dông lốc mưa đá hai ngày qua ở Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh đã làm hơn 2.200 nhà tốc mái, hàng nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong hai ngày cuối tháng 3, mưa đá, dông lốc tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Cụ thể có hơn 2.200 ngôi nhà bị tốc mái, Hà Giang 1.301, Lào Cai 48, Sơn La 11, Yên Bái 161, Phú Thọ 413, Nghệ An 158, Hà Tĩnh 26, Quảng Trị 39, Thừa Thiên Huế 9. Bên cạnh đó, mưa đá dông lốc cũng khiến cho 2 người bị thương, Phú Thọ 1 người, Lào Cai 1 người. Mạng lưới điện ở nhiều khu vực bị mất cục bộ do 47 cột điện đổ. Ngoài ra, hơn 2.400 hecta lúa hoa màu và cây trồng bị thiệt hại, 253 hecta cây lâm nghiệp bị đổ gãy, 85 chuồng trại hư hỏng, 0,12 hecta ao cá bị thiệt hại, 29 nhà văn hóa, nhà xưởng, trường học tốc mái. Nguyên nhân của những trận thiên tai được xác định là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 đến 5.000 mét. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo dự báo, sau đợt mưa đá này, miền Bắc sẽ tăng nhiệt từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 4, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 4, khu vực này khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nhẹ, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Một hạt bụi từ thiên thạch cổ đại đã rơi xuống Nam Cực được mô tả là đến từ nơi khá bất thường trong không thời gian.
The Cyan Alert, thứ mà các nhà khoa học tìm thấy trong một thiên thạch ở Nam Cực là hạt khoáng chất nhỏ gọi là olivine, tuy nhiên là loại olivine lạ lùng chưa từng thấy. Olivine vốn là một loại silicate chứa magie và sắt, khá phổ biến trên và ngoài trái đất. Nhưng thành phần đồng vị của loại olivine trong thiên thạch này xa lạ đến nỗi nó chỉ có thể được tạo ra bởi một ngôi sao khác đã chết trước khi mặt trời ra đời. Vì vậy, nó chính là đại diện của các hạt tiền mặt trời trong truyền thuyết vô cùng quý hiếm. Hạt tiền mặt trời là dạng khoáng chất từng được nhắc đến nhiều trong lý thuyết thiên văn, là tàn tích quý hiếm của những ngôi sao cổ xưa, già hơn mặt trời hàng tỷ năm. Nó có thể cho chúng ta biết về các môi trường sao khác nhau trong thiên hà và các kiểu thế giới khác có thể hình thành quanh ngôi sao đó. Nhà địa chất học vũ trụ Nicole Nevin từ Viện Mặt Trăng và Hành tinh ở Houston, Mỹ, dẫn đầu đã phát hiện ra các hạt nhân này trong thiên thạch Nam Cực bằng kỹ thuật chụp cắt lớp thăm dò nguyên tử. Điều này cho thấy hạt này có tỷ lệ đồng vị magie khác biệt với bất cứ thứ gì trong thái dương hệ. Tỷ lệ đồng vị magie này là cao nhất trong các hạt từng được biết đến trước đây, phải được sinh ra từ một loại sao, sau đó đã biến thành siêu tân tinh, đốt cháy hydro. Bản thân thiên thạch chứa báu vật này cũng rất cổ xưa, đã được tìm thấy ở Nam Cực vào cuối những năm 1970. Đó là một thiên thạch Carbonaceous chondrite hình thành từ thuở sơ khai của hệ mặt trời, vô tình hứng phải hạt bụi từ một siêu tân tinh còn cổ xưa hơn nó. Việc nó hạ xuống Nam Cực là một may mắn cho nhân loại, bởi đã vô tình lưu giữ tấm vé mở vào vùng không, thời gian bí ẩn trước khi mặt trời hiện diện. Tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay mùng 1 tháng 4. Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, riêng vùng núi phía Tây 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ đêm gió nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình đã hết. Những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày 1 tháng 4. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.